đã bắt giữ được nghi phạm bắn chết cầu thủ của đội bóng rổ trường đại học LSU. Lực lượng cảnh sát của thành phố Baton Rouge, tức là thủ phủ của tiểu bang Louisiana, vào ngày thứ Bảy 29 tháng 9 cho biết họ đã bắt giữ được thủ phạm nổ súng bắn chết cầu thủ bóng rổ Wade Sims của trường đại học LSU. Nghi phạm được xác định có tên là Dyteon Sampson, 20 tuổi. Toàn bộ diễn biến của vụ án mạng đã được hệ thống camera an ninh thu hình quay lại. Các nhân viên công lực vào cuối ngày thứ Sáu, 28 tháng 9, đã kêu gọi cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực giúp xác nhận danh tính của kẻ tấn công. Được biết cầu thủ Wade Sims đã bị sát hại gần khuôn viên của trường đại học Southern University vào sáng thứ Sáu. Với chiều cao 6'6", Sims đã từng góp mặt vào 32 cuộc tranh tài bóng rổ đại diện cho trường. Thân phụ của anh là Wade Sims, cũng là cựu sinh viên của trường đại học LSU và từng là đồng đội của cầu thủ Shaquille O'Neal trong đội The Tigers.